Chào mọi người, mình là Chao On đây. Tính đến thời điểm hiện tại thì hầu hết các bạn lớp 9 đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh rồi đúng không? Chắc hẳn là các bạn cũng có một vài câu hỏi, sự hoang mang, lo lắng về cấp 3. Vì vậy, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về 5 điều mà mình nghĩ bạn cần biết và chuẩn bị trước khi lên cấp 3. Bây giờ thì chúng mình cùng bắt đầu vào video thôi. Chọn ngành học, chọn trường, chọn khối là điều đầu tiên mà mình nghĩ các bạn cần chuẩn bị. Có thể đối với nhiều bạn thì khi này là còn hơi sớm để nghĩ đến những điều này. Nhưng với mình thì đây là thời điểm thích hợp để các bạn bắt đầu tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi sau. Lý do mình khuyên các bạn nên xác định sớm là vì sự chuẩn bị kỹ càng chưa bao giờ là thừa thãi cả. Nó sẽ giúp bọn mình có mục tiêu và động lực rõ ràng hơn trong việc học. Chúng mình cũng sẽ biết được là mình cần tập trung vào những môn nào ngay từ đầu. Đồng thời, bọn mình có thể sẽ còn thay đổi nguyện vọng rất nhiều lần. Nên nếu xác định sớm thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, để trải nghiệm. Ví dụ bạn muốn đổi từ ban xã hội sang ban tự nhiên hoặc là ngược lại thì cũng thuận tiện hơn nữa. Mình sẽ để link một vài video về cách chọn ngành học bên dưới cho mọi người tham khảo nha. Khi lên lớp 10, nhiều bạn thường có tâm lý là cho bản thân nghỉ xả hơi sau một kỳ thi căng thẳng, tại vì dù gì còn lâu mới tới thi đại học mà. Đối với mình thì đây là một suy nghĩ sai lầm. Lớp 10 là khoảng thời gian để các bạn bắt đầu làm quen với môi trường học tập mới. Nếu lơ là thì lên lớp lớn bạn lại phải tốn thời gian để thích nghi, có khi không theo kịp tiến độ học nữa đó. Theo như mình được biết thì hầu hết các trường đại học khi xét tuyển đều yêu cầu học bạ của năm học kỳ. Có nghĩa là thành tích học tập năm lớp 10 của bạn vẫn sẽ được dùng trong việc xét tuyển. Chắc hẳn là bạn không muốn học bạ năm lớp 11, 12 thì đẹp, mà năm lớp 10 lại 3 chấm đúng không? Có lẽ trước khi lên cấp 3, các bạn đã ít nhiều được nghe những câu như thế này. Mình khẳng định với các bạn là kiến thức cấp 3 không dễ, nhưng cũng không đáng sợ đến thế đâu. Nên đừng để những câu nói này ảnh hưởng đến tâm lý của mình nhé. Thử tưởng tượng bạn là một chiến binh và môn học kia là thứ mà bạn cần phải đánh bại. Nếu chưa bước vào cuộc chiến mà bạn đã cảm thấy nó mạnh quá, đáng sợ quá thì khả năng cao là bạn đã thua ngay từ khi chưa ra trận rồi. Muốn biết khó hay dễ, mình phải học, phải tìm hiểu nó. Có thể nó sẽ gây khó khăn cho bạn, nhưng sẽ có cách, đừng lo. Có nhiều bạn hỏi mình là làm sao để không sốc khi vào cấp 3, làm sao để thích nghi. Nhưng mình cho rằng chúng ta phải trải qua những cú sốc, những áp lực đầu tiên thì mình mới học được cách thích nghi, cách cân bằng. Mình lục lại những story cũ hồi đầu năm lớp 10 thì mình thấy mình than lên, than xuống vì bài vỡ luôn. Đôi khi còn có những cái báo bài khủng hoảng nữa. Có nhiều bạn bị sốc vì không quản lý được thời gian, dẫn đến bài vở bị dồn lại quá nhiều. Nguyên nhân có thể là do bạn đi học thêm nhiều môn quá. Hãy xác định rõ ràng khối mình muốn theo và hãy học những môn thật sự cần thiết thôi nhé. Các bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho việc tự học, tự làm bài tập. Vì tự học là một kỹ năng rất quan trọng và nó là một trong những nhân tố quyết định nên kết quả học tập của bọn mình đó. Đây là đống tài liệu mà mình được cung cấp trong 2 năm lớp 10 và lớp 11. Đây chỉ là những tài liệu mà giáo viên phát cùng một vài đề cương mà mình tự làm thôi, chứ không hề có một tài liệu nào bên ngoài luôn. Lên cấp 3, thầy cô sẽ phát rất nhiều tài liệu trong mỗi tiết học. Có khi mình sẽ học hoàn toàn trên tài liệu chứ không dùng tập. Nên mình nghĩ các bạn nên có một bìa tài liệu nhiều ngăn để phân chia tài liệu cho dễ tìm. Nếu mang nguyên cái tệp tài liệu đi học thì sẽ khá nặng, nên bạn có thể có thêm một bé bìa sơ mi bình thường để mang những tài liệu cần thiết trong ngày theo. Nếu bạn đang có ý định sắm một chiếc máy tính thì mình khuyên bạn nên mua chiếc máy tính tốt nhất để có thể dùng xuyên suốt 3 năm luôn.
Càng lên lớp lớn thì mình lại càng cần nhiều tính năng hơn, đặc biệt là lớp 12 thi trắc nghiệm về bấm máy nhanh nữa. Máy tính của mình là Casio FX580VNX, gần đây có ra thêm màu hồng với xanh dương cũng xinh xắn lắm đó mọi người. Cuối cùng là một quyển sổ tay. Khi đi học thì thầy cô sẽ dặn khá nhiều thứ mà có khi nếu chỉ nghe thì bọn mình không nhớ hết được. Mình đã gặp nhiều trường hợp mà ngày mai là hạn chót nộp bài, nhưng đến tối hôm đó mình mới biết là có cái bài đó. Vì vậy, hãy có một quyển sổ tay để ghi lại tên những phần mình học trong ngày hôm đó cùng những điều mà thầy cô dặn dò. Đồng thời, trong lúc học mà có kiến thức nào cần ghi chép nhanh thì bạn cũng có thể viết vào cuốn sổ này luôn. Video của mình tới đây là kết thúc rồi. Mình mong là nó sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị tốt hơn cho một hành trình mới. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.